em Châu Thiên Lộc trong vai Cai. Em Lê Chí Thiện trong vai Lính. Vở kịch xin được bắt đầu. Kính mời ban giám khảo và quý thầy cô học cùng học sinh cùng thưởng thức. Nhiều sức khỏe. Chúc các bạn học sinh có một ngày vui tươi và bổ ích.
xin trân trọng kính chào ạ. Xin cảm ơn thầy chủ thư của lớp.